Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu sao bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cột dây ta xuyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh. Hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao. Cột dây ta xuyên hai đứa thương quán trai. Em đã đem lòng yêu lấy anh lỡ chàng ơi. Lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Cưới như ngày hội, bò dê heo quay gà dầm hội, 500 mâm bàn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi, xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ, nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bông kiên vàng bạc, nạm cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ, cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mang anh giờ. Đời tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu sao trong buổi lễ hôm nay, và cũng xin được đỡ lời gia đình họ trai cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trân trọng nhất của họ nhà gái trong ngày hôm nay. Cũng một lần nữa cho một tràng pháo tay để hai họ hàng hai. Quê nhà còn trầu cau là thứ mặn mà thủy chung, xin mời quý khách tự nhiên
ăn trầu uống nước mừng duyên mới này. Thật là sọc sinh nhạc nhộn trong phòng, thu về hội ngộ thắm đồng tơ duyên, trai tài và cái sắc ưng duyên, thắm hồng chị đỏ là duyên ông trời. Ngày vui của hai em hôm nay cho phép tôi hỏi, ông trời ơi ông có gì mà vui thế? Người với người sống để yêu nhau, vâng người với người chặng vào huyền sống để yêu nhau. Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, ngàn đèo cũng qua. Tình yêu ấy hôm nay chớm nở, để thỏa lòng mong đợi chứ nhớ chứ thương. Anh từng đi khắp dặm đường, còn em trọn vẹn hậu phương nơi quê nhà. Kính thưa quan viên hai họ, được sự nhất trí của quan viên hai họ, được sự nhất trí của hai gia đình cũng như chính quyền địa phương cơ quan đoàn thể, hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2022, tức là ngày 19 tháng 10 năm Nhâm Dần, thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố lễ đính hôn của đôi bạn trẻ Đức Trọng và Thanh Nguyệt bắt đầu một lần nữa. Toàn thể hội trường và cũng như theo phong tục là tập quán của con người Việt Nam, tất nhiên miền Bắc, miền Trung, miền Nam sẽ có sự khác nhau, nhưng theo phong tục tục thì lời đầu tiên cũng xin chân thay mặt ban tổ chức cũng như thay mặt hội hôn cùng toàn thể hội trường xin trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà trai có lời phát biểu, đề nghị họ hội hôn cho ta trong một tràng pháo tay đón mừng vị đại diện họ nhà trai. Xin trân trọng mời. Thời gian tìm hiểu của hai cháu, cháu Trần Đức Trọng và cháu Đinh Thị Thanh Huyền, được sự nhất trí của hai bên gia đình, hai họ và chính quyền địa phương. Hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2022, tức là ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Dần, gia đình họ nhà trai tiến hành thủ tục dịch lễ xin cưới đến tại gia đình họ nhà gái, để gia đình họ nhà gái làm lễ gia tiên kính cáo quý gia tiên về việc trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Để nối tiếp chương trình ngày mai thì tôi xin phép được như vậy là báo cáo luôn, để như vậy là gia đình họ nhà gái bên đây các cụ công các bà nắm được. Về ngày mai 20 tháng 10 năm Nhâm Dần, gia đình họ nhà trai tiến hành thủ tục dịch lễ xin dâu và tổ chức đón dâu với gia đình họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho hai cháu. Đấy là phần thứ nhất. Về quy trình tổ chức thực hiện thì cụ thể như sau: 8 giờ đến 9 giờ 30 phút phái đoàn gia đình họ nhà trai có mặt tại gia đình họ nhà gái để làm thủ tục dịch lễ xin dâu. 9 giờ 30 phút cháu dâu lên xe hoa, đồng thời mời phái đoàn dẫn dâu của gia đình họ nhà gái và phái đoàn đón dâu của gia đình họ nhà trai lên xe khách về gia đình họ nhà trai ở tại số nhà 7B phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. 9 giờ 35 phút xe xuất phát về gia đình họ nhà trai, đoàn có mặt tại gia đình họ nhà trai vào hồi 15 giờ 15 phút hoặc 15 giờ 25 phút là tốt nhất. Tùy tình hình đường xá xa xôi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn có mặt tại nhà trai chậm nhất không quá 17 giờ trong ngày. Cuối cùng, trước khi ngừng lời thay mặt gia đình họ nhà trai, tôi xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà của hai gia đình, hai họ dồi dào sức khỏe. Chúc các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Ông các bà và gia đình họ nhà gái. Tôi thì chắc các cô công và biết rồi, tôi là Lợi, Trần Xuân Lợi, là bác ruột của cháu Trần Đức Trọng. Thế còn đây là bà Hoàng Thị Hoa, nghe chưa? Thì là mẹ đẻ của cháu Trọng. Còn đây là ông Trần Xuân Quảng, là bác ruột, tức là sau tôi, bác thứ hai, là bác ruột của cháu Trọng. Còn đây là ông Quyển. Đấy, ông Quyển thì là như vậy là chú của cháu Trần
Văn Tuyển cho bệnh viện này. Từ ông này với tôi là hai anh em con chú con bác này. Chú là chú là còn ông chú tôi còn ông bác. Thì còn như vậy ngoài kia thì chủ yếu là các anh các chị với lại các cháu của tôi cộng. Thì cũng xin được báo cáo với lại thì tôi cũng gặp họ là ra với tình hình như thế. Mà thôi mà sao nghe bồi hồi, tôn cha thì như núi nhất trời, còn nghĩa mẹ như nước người người miền đông. Con ong là mật phải yêu hoa, con cá yêu nước, con chim tha yêu đời. Con người người muốn sống con ơi, phải yêu đồng chí, yêu người anh em. Đừng vì lợi ích nhỏ nhen mà quên chữ hiếu, chữ tình trong ta. Và cũng tiếp nối chương trình, xin trân trọng kính mời vị đại diện ho gái lên đáp lời. Là ngày lành thật tốt, thì gia đình nước ngoài tôi là ông bác đại diện cho cả bên ngoài để đình giá đi tiếp. Ngoài cũng như vậy, tôi đằng sau thì có ông bà nhà là cám là bộ viên là chụp chụp cá với mẹ đào là thân sinh đang viên và là tương lai là mẹ vợ của chủ đề đằng tiếp. Bên cạnh ông chú thì có bác Sơn bắt đầu sinh ra chụp cá ở tất cả đấy là bắt đầu cá là cổ út, đây là bà Mừng, đây là ở vừa kia là cái bằng thím, chúng tôi là cái bằng bà Mừng và là ông bác, và người kia cũng bác của người thím là để lại. Còn đây là ông chú và có một bà cụ thân sinh ra tức là mẹ đào là có bà cụ không còn đấy, nên là con này các cháu là kéo bằng cổ và các cháu các chú các cô các vị ở xa xôi cùng hôm nay gặp chúng mình để đón hồng hoa lụa thì cũng đời đời là bao nhiêu hôm nay là ngày lành tháng tốt. Thì bên nhà nuôi là có cái nắm cái chỉnh lệ để đưa ra ngoài để ra mắt để thể hiện rằng là con cha nghĩa mẹ ngon nguồn. Thì chúng tôi xin nhận đại diện cho hoa ngoài, chúng tôi xin nhận nắm cái chỉnh lệ, nhưng ở đây thì theo tục lệ cháu để lại thì người ta bảo là có những mình trâu là đầu câu chuyện, thì như vậy là có những chúng tôi xin là đồng người là đặt bánh táo cao trâu để thể hiện là một bánh táo trâu đến dâu là người. Cho nên là hôm nay nếu như đàn người đưa cái lễ hỏi là mang cái lễ hỏi của tôi thì chúng tôi xin nhận để thể hiện là cháu trồng là con thể của chúng tôi và cháu Huyền là con dâu của những người ta nói rồi mà là con gái là con người ta dâu bà mình thật con bà ơi. Chúng tôi là hôm nay là đưa lời của đàn người, chúng tôi xin nhận cái lễ hỏi và lễ hỏi này thì người ta bảo là công cha thì những người thải sớm và nghĩa mẹ thì nước ngọn nguồn chảy ra cái này hai ba đứa cho nhau để thể hiện lòng mang nào để đâu chìm thẳng 10 ngày sinh ra đứa con. Thì hôm nay chúng ta được ngồi ở đây để chiêm ngưỡng để được đón nhận hạnh phúc của hai cháu thì xin mời bà và bà cao cái lễ hỏi đầu tiên. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rù dao bôi quà mừng sinh lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đọc phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi hay ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rù dao bôi quà mừng sinh lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Trồng thì các bà là coi như là hai bên thông gia đã giao nhận đã hẹn ước với nhau cho hai cháu để trở thành cái hành thân của nhau để thành đôi vợ chồng để ăn được đó là của nhau. Thì người ta bảo nhập gia đình tục mà xuất giả thì tông phúc
thì hôm nay là xin chúng tôi nhận 5 cái trình đề của bên đội đưa đến, và chúng tôi hôm nay cùng để cho hai cháu là đưa 5 cái trình đề ở lên bảo gia tiên rằng ở cảnh họ chúng tôi là thêm một chủ đề, và chúng tôi sẽ xuất giá tổng cũ một cháu ra ngoài là cháu làm thôi, thì xin phép là cho hai cháu với là cùng ông bà lên đây bảo gia tiên rằng là chúng tôi là xuất giá tổng cũ và chúng tôi được nhập giá thì tôi nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu, bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi anh đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây, yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Cần có đâu đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi anh đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, ngày về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây, yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây, yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Nhấc chai lên, rồi dừng anh cưới nàng
họ hàng hai bên chúc phúc cho ta râm ràng. Chặt cha đến đa đàn nhất gai quê, em quê các con nhà hiền tục đông trăng mực mà thước tha thiệt tha. Đèn dắt tay em cho em đi về làm dâu, một lòng bên nhau sống bên em dài lâu. Chặt cha đàn đa. Vâng, đúng thật là cô dâu chú rể hôm nay mới nhìn ai cũng biết ngay không nhầm. Cô dâu áo trắng nụ cười, cô dâu áo đỏ má hồng nụ cười như hoa. Hãy cùng quý khách gần xa nâng lên chén rượu đậm đà hội hôn. Và chú rể có mặt đây rồi, trang phục ngày cưới nụ cười như hoa. Hãy cùng quý khách gần xa chạm ly rượu mới mừng xuân mới này. Và được sự nhất trí của quý quan viên này họ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự nhất trí của thân nhân này họ, hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2002, tức ngày 19 tháng 10 năm Nhâm Dần, thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố lễ vu quy của đôi bạn trẻ bắt đầu. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời vị đại diện hai họ lên có lời phát biểu và lời mời. Xin trân trọng kính mời vị đại diện hai họ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà con hai họ, bạn bè của hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt được sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền hai địa phương, gia đình chúng tôi tổ chức cái lễ vu quy cho hai cháu để tiến tới làm lễ thành hôn. Thay mặt gia đình bên ngoài, xin chúc quý vị đại biểu, chúc các cụ, bà con hai họ, bạn bè gần xa của hai cháu lời chúc sức khỏe, chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Không có gì hơn, thay mặt gia đình hậu gái, xin kính chúc quý vị đại biểu, bà con hai họ mạnh khỏe hạnh phúc. Và hôm nay chúng tôi có tổ chức vừa cơm thân mật, kính mời quý vị đại biểu, các ông các bà con hai họ, bạn bè gần xa chung vui, có gì sai sót mong được thông cảm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện hai họ. Vâng, không phải ngẫu nhiên mà hai em chúng tôi được hạnh phúc bên nhau, đó là nhờ công vun đắp của các bậc ông bà cha mẹ, cơ quan đoàn thể. Hôm nay cánh cửa vu quy đã rộng mở để đón quý vị về đây chung vui một chén rượu đầy, mừng cho hai họ thông gia lại nối thông gia. Đúng thật là tình càng đẹp càng mặn nồng chúc thủy, mà nghĩa trăm năm hạnh phúc thêm dày, hạnh phúc trăm năm kết quả là đây, đẹp như mùa hoa phượng nở đầy sân lan quế. Thưa hôn trường, hạnh phúc ngày nay là thế đó, chúng ta hãy nhớ lại ngày xưa nô lệ, dân dân ta phải sống cảnh cá chậu chim đồng, đất nước thân yêu chuyện vợ chuyện chồng, việc cưới xin việc làng việc họ, luật làng phép nước phải tuân theo. Nhưng mà ơn cách mạng mùa thu tháng 8, khắp Nam Châu như rực ánh sao bay, có Bác Hồ, có Đảng cầm tay, nhân dân ta được quyền ăn nói, bỏ lệ xưa ta nói theo đời sống mới, luật hôn nhân dưới ánh mặt trời, ta lấy đó làm gương sáng tỏ, được yêu nhau dưới ánh trăng thanh, được lên lên với tình cảm chân thành và cùng nhau hưởng một cuộc sống đầy ấm no hạnh phúc. Và cũng xin đỡ lời gia đình hai họ, xin đỡ lời cô dâu và chú rể, xin chân thành cảm ơn sự có mặt cũng như sự hiện diện trong ngày vui này, và xin mời hội hôn cùng toàn thể chúng ta cùng lâng ly để chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc. Và xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như thông gia hai bên chúng ta có những chén rượu xuống cảm ơn sự có mặt cũng như sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình vui quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Yêu dàng ngựa ôm anh khóc đón em về dinh, rồi hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau.
đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngư ô anh khóc đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay đổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Bạn ơi lớn bia đi bạn ơi, cứ